Em ngủ phòng này cũng được anh à. Anh ngủ ở đâu? Anh ngủ dưới đất này. Em nghĩ là nam nữ không nên ở chung phòng với nhau anh hả? Với lại em với anh cũng mới quen với nhau á. Nhưng mà anh hứa không có làm gì đâu. Có chắc là không làm gì không? Thề anh không có làm gì đâu, không làm gì em đâu. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi đẹp trai nên em ơi. Ấy anh. Em làm gì đứng đây vậy? Dạ em đi dạo không mát đó nè. Ủa em đi căng mình à? Dạ vâng. Dạ em phía bên kia mới đi dạo không mát xíu. Có gì không anh? Cái chỗ này của anh mà, cho nên anh đến anh coi thử nhân viên anh làm ra sao rồi. Chỗ nguyên cả khu này của anh hả? Khu này của anh mà. Anh tên gì á? Anh tên Kẹo. Ủa em tên gì? Dạ em tên Linh. Tên Linh hả? Nhiêu tuổi rồi em? Đúng 1 tháng nữa thì em tròn 18 tuổi đó anh ạ. 1 tháng nữa tròn 18 hả? Có gì không anh? Không có gì. Em có muốn đi tham quan du thuyền không? Chú tiền nào anh ạ? Du thuyền ở trước là của anh luôn á, Cái to kia hả? to nhất luôn á. Cái đó là chỉ 1 chiếc thôi, nhà anh nhiều. Anh có vẻ khá giả nhờ. Trời, khá dễ gì đâu. Em hỏi tên ở trong thành phố này, em hỏi tên Kẹo là ai ai cũng biết hết á. Gì à, anh ơi, em có vài người bạn á. Em rủ thêm vài người bạn nữa với em nha. Thôi thôi thôi, một mình em là được rồi, im giọng. Cũng lần đầu tiên em được tham quan chiếc du thuyền á, em cũng muốn rủ bạn em đến. Thôi một mình em là được rồi chứ đông làm gì. Chỗ anh là Nhưng chỗ mà làm. em cũng thích cái chiếc du thuyền ấy lắm mà mình chưa bao giờ được đến ấy. Chỗ làm ăn của anh không có đi đông được em ơi, đi một mình em là được rồi. Đi, cái đi em có đi không? Thôi cũng được, để em có gì em đi rồi giờ em review cho bạn cũng được. Rồi lên đây. Dạ vâng. Chiếc xe này nó hơi tàn một tí nha em. Xe đen chở rác á mà. Ui, ý tới nhà anh có bao nhiêu chiếc? Nhà anh tới tính tới giờ lại cũng 40 chiếc thôi em à. Thôi, mày đừng có bốc phét. Xe này là chiếc xe xe anh chở rác thôi. Hôm nay anh ra đây để tuần tra kiểm soát là sao? Anh đây đây, anh coi nhân viên bên anh làm thế nào mà sẵn gặp em rồi cho đi tham quan du thuyền. Du thuyền ở trước của anh đó, cái đó là cái nhỏ nhất trong 8 cái của anh đó. Mày đừng có mồm điêu đi. Thì thế em được may mắn nhỉ. Thôi em mà không may mắn nữa, em gặp anh là gặp đúng người rồi. Chết chê, thuyền đâu đi ta. Đây 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 đây. You are so dead. Chưa không anh ơi? Cái thuyền này tụi nhân viên của anh lấy chìa khóa đi rồi, cho nên thành ra là anh không đi được. Em ra đây đi. Nhân viên bên anh lấy chìa khóa đi hết rồi, cho nên thành ra thuyền này anh lái không được. Thôi mình tới kia, cái gì mình bơi bộ đây vẫn vẫn được mà em.
Bạn em nó thích chiếc gì về máy lắm anh, mà chưa có cơ hội ra được đó. Thôi anh dẫn em đây trước rồi, hôm sau. Bạn em nghe đồn thôi, ở ngoài đó cũng đắt lắm anh à. Đắt gì đâu, 5.000 một đêm mà cái đắt gì đâu. Thì anh cũng tính ra đá một mình, nhưng mà cái em đi cho nó vui. Thấy nói cho ra ngoài bằng cách gì anh nhỉ? Là sao em? Làm sao để ra được đó? Ra được đó hả? Thì bây giờ nhân viên của anh lấy chìa khóa rồi. Giờ thôi mình bơi bộ ra một tí cho tập thể dục luôn em. Cho nó khỏe em à. May thì em biết bơi nha. Rồi bơi đây, bơi theo anh nha. Bơi mạnh lên em. Em bơi như thế này cảm thấy khỏe không em? Bơi đi, bơi đi, bơi đi. Anh ơi, để làm sao để lên được cái cầu, để làm sao để lên được cái cầu thang á? Em giấu cách lên nha. Mệt không em? Mệt anh ơi. Anh muốn bơi này cho nó khỏe em ơi. Rồi lên. Mệt không? Đúng hết rồi anh à. Tí nó khô à mày. Rồi cái du thuyền đây là của anh nha. Dạ. Hôm nay nhân viên, tụi nhân viên đi quán hết rồi, cho nên là đây chắc còn cả mình anh thôi, với em thôi. Em cứ đi theo anh nha. Của anh mà, cái này là nhỏ nhất trong 8 chiếc rồi em. Thế bữa nào anh dẫn em đi chiếc to nhá. Ừ. Cái ngồi này là cái khu vực mà phơi nắng này em. Dạ. Rộng quá anh nhờ. Rộng. Chỗ này là bạc ti chứ. Chỗ này là anh cho thuê đỡ bạc ti mà. Chỉ chiếc sinh nhật rồi. Đúng rồi em. Vậy em một tháng nữa tới sinh nhật em, anh cho em ra đây được không? Anh chỉ được không? Em cho anh free luôn, miễn phí luôn. Ôi vậy thì thích quá. Ray sẽ mời thật nhiều bạn đến đây. Ôi mà chỗ này là chỗ hồ bơi em à, mà bây giờ là không có khách cho nên thằng Ray là chưa có bơm nước vào. Còn phía trong kia là như thế nào anh? Em ở trong đây hả? Dạ. Ở trong đây thì em cứ việc đi theo anh. Buổi tối á mà em đứng chỗ này á, mà nhìn vào thành phố á, chiều lắm em ơi. Cho nên cái view này, cho nên du thuyền của anh á rất là mắc. Dạ. Một đêm có thể lên tới 10.000 em mà. Nhiều phòng á nhỉ? Nhiều em, trong này nhiều phòng lắm. Ồ, họ mà sang trọng nhỉ? Ừ. À, cái chỗ này cái tượng, cái bức tranh của anh này em. Trong này khu là các này, khu vực này thoáng gì lên nhỉ? Các phòng ngủ, các phòng. Rộng quá anh ơi. Cái con mèo này anh mua từ con linh cẩu này anh mua từ Dubai đó em. Một triệu đó em, một triệu đó.
Em có thể là lên trên này em tắm nắng ở trên này nè. Ồ đẹp quá. Cái này giống mũi tàu Titanic anh nhỉ. Ờ chỗ này em có thể là đó, nhìn đẹp không? Hợp không em? Đẹp anh à. Anh trai em, anh dắt em lên chỗ lầu 2 nè. Dạ. Tất cả trên du thuyền là của anh hết. Có gì anh cho em số điện thoại nha. Rồi ok. Em dạ. Anh sẽ làm free cho em. Tổ chức sinh nhật free tại du thuyền của anh. Cảm ơn anh nha, anh Kiều. Cái đây là cái quầy B này em. Còn chỗ đây là cái sàn mà điện đóm thì anh tại là chưa. Chỗ này tổ chức sinh nhật là họp bài á anh ạ. Ờ chỗ này là chỗ cái quầy nước đó. Tụi bạn em nó sẽ thích lắm. Ờ nhiều người gọi anh thuê lắm nhưng mà anh không thích thuê mà thích cho thuê mà. Cái chỗ cái khu này khu này là khu làm việc của anh. Dạ. Anh hay làm việc mỗi tối chỗ này. Trời sao liêu bàn anh. Ha, xin lỗi anh. Vậy những cái khu đó thì còn không gian nào nữa không anh? Còn nhiều lắm. Nếu mà em có điều kiện là em thuê cả cái chiếc này rồi. Anh chỉ cho em miễn phí. Cho em thuê miễn phí. Cơ mà em mới gặp anh lần đầu thôi mà. Cái khu này là cái khu mỗi lần mày bên đây giờ bên đây có cái khu gì vậy anh? Đúng nhở, cái đường này mình đi chưa nhở? Chưa em ơi. Ở cái phòng ở dưới là phòng máy móc á của thuyền cho nên xuống đó nó hơi ồn cho nên mình có thể quay lại em ơi. Mà anh ơi, em mới gặp anh lần đầu á. Sao anh lại cho em miễn phí được? Trời anh... Cái gì em sẽ gửi anh lại tiền nha. Không, anh tốt lắm, anh thương người lắm em à. Nice. Tại mẹ em dặn đó là không ai cho cái ai cái gì là miễn phí hết á anh. Thôi, tùy người chứ em, đâu phải ai cũng vậy đâu. À. Rồi, thôi bây giờ em bơi cũng ướt rồi, bây giờ là em anh dẫn vào phòng để em tắm rửa nha. Ở đây có phòng để tắm rửa luôn ha. Có đi theo anh. Xịn dữ anh. Đi theo anh. Ê em ơi. Dạ. Hồi nãy em đi bơi á cũng ướt mình rồi. Thì em vào trong này em thay đồ đi. Rồi tối nay ở lại đây ngủ một đêm đi. Anh còn chưa dắt em tham quan hết những cái phòng mà. Còn nhiều phòng lắm hả anh? Còn nhiều phòng lắm. Nhưng mà tối nay cái phòng này em ngủ phòng này nha. Em ngủ phòng này cũng được anh à. Anh ngủ ở đâu? Anh ngủ dưới đất này. Em nghĩ là nam nữ không nên ở chung phòng với nhau anh hả? Với lại em với anh cũng mới quen với nhau á. Nhưng mà anh hứa không có làm gì đâu. Anh có chắc là không làm gì không? Thề anh không có làm gì đâu, không làm gì em đâu. Anh chỉ vô trong này ngủ một đêm rồi sáng dậy quèo bờ thôi. Em ước mình đó, em vô trong này em tắm đi. Để em gọi mẹ em hỏi xin ý kiến nha. Thôi, Mỹ làm gì? Mẹ em đâu có biết em ở ngoài này đâu mà gọi làm gì. Tại lúc đi em cũng xin mẹ á. Thôi,
Em nói là em ngủ nhà bạn rồi, ở nhà bạn đỡ đi. Anh cho em suy nghĩ một phát nha. Thôi anh ngủ dưới này, anh không có làm gì đâu em đâu. À, em gọi ba em hỏi nha. Thôi thôi, gọi ba em làm gì? Ba em để em xin đó, để có gì em cho nó an toàn anh à. Không, anh có làm gì đâu, em ngủ ở trên còn anh nằm ở dưới, có làm gì em đâu. Em ơi, em nghĩ là chắc không được đâu anh ơi. Được mà. Ở chung một phòng vậy là bất tiện lắm anh à. Em nằm ở trên còn anh thì nằm ở dưới đất mà, có làm gì đâu. Em vô trong này em tắm rửa đi. Hay là anh nằm phòng, anh ngủ phòng khác cũng được mà. Không, anh ngủ một mình anh cũng sợ lắm. Một mình anh cũng sợ lắm cho nên. Thì anh hứa với em là không làm gì nha. Ừ, anh đâu có làm gì đâu, anh không làm gì luôn á. Anh có chắc là không làm gì em không? Anh chắc mà. Em ngủ ở trên, anh ngủ ở dưới, nó khoảng cách vậy mà, có làm gì đâu. Mà em thấy không ổn đâu anh ơi. Thôi là em về trước nha anh. Thôi thôi em ơi. Chưa thăm quen hết mẹ em. Thôi thôi anh ơi, không cần đâu anh ơi. Em nghĩ không cần thiết đâu anh à. Đâu. Để có gì hôm sau em rủ bạn em đến nha. Thôi một mình em là được rồi, bạn là gì, chỗ khu làm ăn của anh mà. Dạ vậy thôi anh được rồi anh ơi. Ôi em ơi. Cảm ơn anh nhiều nha, cảm ơn anh nhiều nha. Ôi em ơi. Em ơi. Em. Ê. Ôi ở dưới các cái mập ra em ơi, đừng có nhảy xuống em ơi. Thôi anh ơi. Em ơi. Em ơi. Ha 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 ha